Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành, một ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của kênh Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay thay mặt cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền, em xin được giới thiệu báo giá những mặt hàng lan rừng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0984 754 102, gặp trực tiếp nhân viên bán hàng và tư vấn cũng như là đặt đơn hàng ạ. Và sau đây em sẽ xin giới thiệu. Đầu tiên, trước màn hình của các bạn, đây là cái 4 phần Trần Tuấn ạ. Mỗi một phần Trần Tuấn này bên em bán giá là 200.000 đồng ạ. Tiếp theo là thanh đạm sữa. Đây là mặt hàng thanh đạm sữa, hàng bóc rừng Cao Bằng nhé. Bên em hiện giờ bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1kg. Bên cạnh đây sẽ là mặt hàng Hoàng Lạp. Hiện giờ thì Hoàng Lạp bên em sẽ bán với mức giá là 120.000 đồng 1kg ạ. Có nhiều bạn hỏi là cái Hoàng Lạp với lại Sơn Thủy Tiên nó khác nhau như thế nào. Cái cách phân biệt này thì thực ra là mỗi một người có một cái cách phân biệt riêng, nhưng cũng không thể đảm bảo chính xác 100%. Còn khi mà nó ra hoa rồi thì mới có thể biết chính xác. Còn cơ sở bên em hiện giờ sẽ dựa vào cái thân, thứ hai là cái lá đấy, để phân biệt và chia cho các bạn rồi. Hiện giờ thì cái hoa của Hoàng Lạp này nó ra sẽ có màu vàng và cũng như là nhụy vàng nhé. Đây ạ, Hoàng Lạp 120.000 đồng 1kg. Hiện giờ thì vừa mới cập nhật hàng về nên là bên em cũng chưa cởi những cái bó hàng này ra. Hoàng Lạp thì đợt này sẽ là những cái thân nó không thể là nó to quá, nhưng mà ở đây nó đều đẹp với nhau hết ạ. Các bạn về gắn lên giỏ, lên rề thì sẽ là rất là hợp lý. Ở dưới đây thì bên em có một cái rề Hoàng Lạp nhé. Một rề Hoàng Lạp rất là to, nó vào khoảng 2,5 cân. Và hiện giờ thì bên em sẽ bán với mức giá là 300.000 đồng ạ. Về cái mặt rề này thì em sẽ giơ lên cho các bạn xem. Nó có cả cái thân già nữa. Nhưng mà những cái rề này khi mà về để ghép lên giá thể đấy ạ, thì sẽ nó rên lên sẽ rất là đều đẹp luôn. Đấy. Đây là một khóm Hoàng Lạp với mức giá là 300.000 đồng ạ. Tiếp theo bên đây là mặt hàng Long Tu Xuân. Long Tu Xuân hôm nay bên em mới cập nhật và vẫn bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg Long Tu Xuân. Trên đây sẽ là hai cái khóm Trúc Phật Bà hàng Điện Biên nhé các bạn. Bên tay trái của các bạn ở đây bên em còn một chút thôi, là cái hàng Trúc Phật Bà đẹp, có giá là 600.000 đồng 1kg ạ. Đây là 600.000 đồng nhé. Đây 600.000 đồng luôn ạ. Còn một chút thôi ạ. Có lẽ là chỉ nhận thêm một đơn hàng nữa thôi. Còn bên đây ạ, là Trúc Phật Bà Điện Biên hàng Thanh Lý, với mức giá là 400.000 cho hàng Điện Biên Thanh Lý nhé, Trúc Phật Bà. Bên cạnh đây chính là hàng Lông Trắng nhé bạn. Hoàng Thảo Lông Trắng. Lông Trắng thì hiện giờ bên em cũng bán được mấy phiên nay rồi. Còn hôm nay còn một hộp nhỏ nhỏ này thôi. Đây ạ, những cái khi mà em gửi cho các bạn sẽ là có những cái thân như thế này. Và cộng với ít nhất là nó, nếu mà thân bé sẽ là như này nhé. Còn những cái thân mà chỉ có một thân hay là bị rụng rễ thì bên em chắc chắn là sẽ loại bỏ ra. Vâng ạ, cái Hoàng Thảo Lông Trắng hôm nay bên em bán với mức giá là 550.000 đồng cho 1kg. Và bên cạnh đây là mặt hàng rất là hot trong những ngày qua đây, đó là mặt hàng Trầm Tím. Vâng, cái mặt hàng Trầm Tím Thanh Lý thì bên em đã hết rồi. Còn đây chỉ còn một chút ít, đây là cái mặt hàng Trầm Tím đẹp nhá, đã được qua tuyển chọn rất hết rồi ạ. 800.000 đồng cho 1kg Trầm Tím ạ. Và đây là Ngọc Thạch ba màu. Ngọc Thạch ba màu thì cũng chỉ về hôm nay về được một cái búi như này thôi. 200.000 đồng cho 1kg Ngọc Thạch ba màu nhá. Chỗ này chỉ rơi vào khoảng tầm 2 cân đến 3 cân nữa thôi ạ. Em sẽ chỉ nhận được khoảng 3 đơn. Và tiếp đến, đây là đuôi chuột nha các bạn. Đuôi chuột hiện giờ bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg. Tất cả những khóm này ở đây đều đã qua chọn lựa và đều dài đẹp, đảm bảo cho các bạn về chơi ghép lên. Đây ạ. Rồi 150.000 đồng cho 1kg đấy ạ. Sẽ có những khóm nhỏ như thế này. Và ở đây đây ạ, các bạn nhìn xem đã, cái dòng này mình trồng lên, mình chơi cả rễ cả lá đấy, đẹp lắm. Khi đến mùa ra hoa là chơi luôn cả hoa. Tiếp theo, trên đây là em còn có hai bó trúc mành nha các bạn. Hai bó trúc mành này hôm nay bên em thanh lý 130.000 đồng cho một bó trúc mành đấy ạ. Và bên cạnh đây là còn một bó nghệ tâm. Bó nghệ tâm này đây thì bên em
Còn một bó thế ạ, 100.000 đồng cho một bó nghệ tâm này luôn. Rồi. Hai bó trúc mành 130.000 đồng đấy nhá. Tiếp theo. Bên đây là cái dòng ý ngọc các bạn ạ. Ý ngọc hôm nay bên em cũng mới vừa cầm giật về. Và có những cây thì nó đã xuống hết lá rồi đấy ạ, khô đều đẹp đây. Nhưng mà có những cái khóm ở đây thì vẫn còn có những cái lá đây, nó đang mùa xuống lá. Nên là các bạn nhìn thấy lá nó úa úa như này thì không phải lo, bởi vì khi mà gửi đi, bên em sẽ chủ động là ngắt hết những cái lá mà úa đi. Và các bạn nếu mà có còn lá về thì trước sau gì nó cũng rụng, nên là bên em sẽ chủ động cắt đi cho các bạn nhé. Về chúng ta chỉ việc ghép lên giá thể và đợi mùa hoa thôi. Hiện giờ hoàng thảo ý ngọc bên em bán với giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây là cái mặt hàng trúc Phật Bà Lào. Cái này là trúc Phật Bà Lào thanh lý nhá. 200.000 đồng cho 1 kg trúc Phật Bà Lào thanh lý. Bên cạnh đây là mặt hàng sóc tím ạ. Sóc tím 150.000 đồng cho 1 kg sóc tím. Những cái thân ở đây thì là khi mà vận chuyển về ấy, thì đã được bó lại như thế này. Nên là khi mà các bạn nhận được lan ấy, thì nó có thể là sẽ hơi nhăn nheo và lệch. Cái cây nó nhìn sẽ không được đẹp lắm đâu. Nhưng mà không sao, về các bạn chủ động nhá. Lấy một cái thanh tre kẹp từ bên này đấy ạ, sang đến đầu bên này để kẹp V cho cây nó thành hình V đấy ạ. Sau một khoảng thời gian mình chăm sóc cũng như là dưỡng cây thì cây nó sẽ lấy lại cái trạng thái ban đầu và cái hình hài ban đầu sẽ rất là đẹp luôn. Vâng ạ, 150.000 đồng cho 1 kg hàng sóc tím. Trên đây hôm nay bên em về một cái số lượng rất là nhiều cái loại lan chuỗi ngọc ạ. Vâng, chuỗi ngọc 160.000 đồng cho 1 kg ạ. Về chuỗi ngọc thì hiện giờ cơ sở bên em cũng bán và giao lưu với các bạn rất là nhiều rồi nên không phải nói nhiều nữa. Đang là cái mùa mà nó bóng và cũng bóng nhất đây. Về các bạn cũng xử lý sơ bộ qua và ghép lên những cái giá thể là chậu nhé. Cái chuỗi ngọc cũng là một trong những cái hàng mà lan được mọi người săn tìm để sưu tầm. Nhưng mà cũng là một trong những loại lan mà những người mới chơi cũng cần phải tìm hiểu kỹ thì mới có thể chơi được nhé. Bởi vì chuỗi ngọc cũng là một trong những dòng lan khó thuần đấy ạ. Vâng. Tiếp đến đây là mặt hàng lan trúc Phật Bà Lào mà hàng đẹp nhé các bạn. 450.000 đồng cho 1 kg trúc Phật Bà Lào hàng đẹp. Đây ạ. Những cái thân ở đây thì có thân nó cũng thân thì có cái thân hoa rồi nhưng có những thân mà cũng chưa cả nảy mầm hoa nhé các bạn. Hiện giờ cũng là đang cái mùa mà trúc Phật Bà nó lên mầm non luôn. Nên là khi mà nhận được có những bạn là có thể là sẽ nhận được có những cái khóm mà trúc Phật Bà nó đang có cả mầm non rồi đấy ạ. Em hiện giờ thì đây cũng có khá là nhiều những cái khóm nên là em cũng chưa thể tìm được cho các bạn nhé. Đang bảo lấy một cái khóm mà có lên mầm non nhưng mà thôi hiện giờ nhiều quá không tìm nữa. Hiện giờ hàng ở đây thì đảm bảo luôn cho các bạn rồi. Bên đây là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Tam bảo sắc thì hiện giờ bên em cũng chỉ còn một cái khóm này thôi. 250.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn. Và tiếp theo ở trên đây sẽ là cái số lượng lớn hàng sơn thủy tiên hôm nay bên em mới cập nhật. Và sơn thủy tiên hôm nay bên em mới cập nhật ở đây. Cái hàng cây nó sẽ những cái thân có thể là không đều đẹp như ngày hôm qua. Nên là hôm nay bên em sẽ bán thanh lý nhé. 230.000 đồng cho 1 kg sơn thủy tiên. Cũng chưa cởi bỏ cả dây luôn ạ. Đây, những cái hàng hôm nay thì là nó sức sống thì rất là mãnh liệt rồi. Cái hàng rừng thì các bạn không phải lo về cái sức sống. Chẳng qua là những cái thân già, có một số thân nó có thể là nó không lên, nó không đều, không được đều nhau ạ. Và có xước sát một chút thôi. Tất nhiên là những cái cây thức sát thì bên em sẽ loại bỏ ra. Chẳng qua là khi mà gửi cho các bạn thì đợt này nó không được đều nhau quá. Nên là bên em sẽ hạ giá 230.000 đồng cho 1 kg sơn thủy tiên nhé các bạn. Tiếp theo đây ạ, Vanda hoa tím ạ. Vanda hoa tím là 500.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Những cái cây này hiện giờ khi mà lấy về ấy, cái rễ nó dài lắm các bạn ạ. Nó có thể là cả 2 đến 3 cây nó thành một trụm vào cơ nhưng mà nó thành dài quá. Có thể lên đến cả 1 mét mà chỉ có được khoảng 3 cây. Và trong đó chủ yếu toàn là rễ như thế này này. Đây này, nên là bên em sẽ chủ động là đã cắt ra. Có nghĩa là không để cây quá dài để khi mà đóng hàng thì sẽ thuận tiện hơn. Để cho gửi cho các bạn những cái hộp mà nó sẽ nhỏ gọn. Và cái tiền cước phí nó sẽ giảm đi rất là nhiều đấy ạ.
Vâng, đây là Vanda hoa tím. 500.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, đó là cái mặt hàng lan uyên ương nhé các bạn. Uyên ương thì nó dạng như kiểu là đây ạ, dạng như kiểu những cây Vanda đấy ạ. Nó cũng thuộc dòng Vanda. Đây ạ. Lan uyên ương nhìn rất là đẹp luôn, lá xếp lá nào ra là đấy luôn ạ. 200.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ hàng dề thì bên em hiện giờ đã bán hết rồi nhé, chỉ còn cái hàng 200.000 đồng cho 1 kg này thôi. Có nghĩa là nó sẽ có từng thành từng cây đơn lẻ nhé, hoặc là hai cây thành một khóm thôi. Vâng, 200.000 đồng cho 1 kg uyên ương nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng kiều vàng ạ. Kiều vàng hôm nay hiện giờ bên em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg kiều vàng nhé các bạn. Một thân kiều vàng ở đây. Đây ạ, một khóm đấy ạ. Rồi, bạn nào mà thích lấy thân dài thì bảo em, hoặc là bạn nào thấy thích cái ngắn thì là cũng thông báo để em bên em chủ động chọn lựa nhé. Bởi vì nó có chủ yếu là thân dài là nhiều thôi. Tùy theo sở thích của mỗi người và cái vườn lan của mình nó cái vị trí như thế nào đấy ạ, mình có thể lấy thân dài hoặc thân ngắn nhé các bạn. Ở trên đây là mặt hàng lan đùi gà tròn nhé các bạn. Đùi gà tròn 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Em sẽ vào gần hơn. Đùi gà tròn cũng hôm nay mới cập nhật luôn đấy ạ. Đang lên cả cái mầm rồi nhé các bạn. Đùi gà tròn đây. Có lẫn một hai thân cái đùi gà dẹt thôi. Bởi vì cái này là khi mà chọn hàng gửi đi đầu mối họ cũng chưa được lựa kỹ lắm. Vâng. Đùi gà tròn 200.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Bên cạnh đây là còn khoảng tầm 2 cân kiều vuông. Kiều mỡ gà đấy ạ. Bên em bán là 250.000 đồng luôn cho 1 kg nhé các bạn. Tiếp đến là mặt hoàng thảo vôi. Mặt hàng lan hoàng thảo vôi nhé các bạn. Hoàng thảo vôi. Đây ạ, bên em cũng chỉ còn khoảng tầm 3 đến 4 cân thôi. 300.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo vôi ạ. Tiếp đến là mặt hàng lan đuôi chồn. Đuôi chồn thì hiện giờ những cái hàng cây lớn ạ, thuộc dạng những cây khủng thì bên em đã có khách đặt hết rồi. Hôm nay chỉ còn những cây lan mà thuộc dạng là hàng nhỏ thôi nhé các bạn. Hôm nay bên em bán thanh lý là 160.000 đồng luôn ạ. Đổ đồng có cả cây cũng khá là dài luôn. Nhưng mà những cái cây to khủng thì hiện giờ đã hết rồi. Còn lại cái hàng này, các bạn nào mà mới tập chơi hoặc là thích những cây cây nhỏ nhỏ xinh xinh ạ, thì chọn này nó rất là hợp lý luôn. 160.000 đồng cho 1 kg chồn nhé, hàng nhỏ ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà bên cơ sở Ngọc Bền hôm nay bên em mới cập nhật. Bạn nào các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để đặt hàng trực tiếp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.